Xin kính chào các bạn. Clip này chúng tôi mời các bạn thưởng lãm một giò lan tam bảo sắc ạ. Không phải là lớn, chiều cao chỉ khoảng hơn 1 mét ạ. Chiều ngang cũng tầm đó. Và không phải là lan đẳng cấp gì. Nhưng chúng tôi quan sát thấy chừng hơn 20 ngọn lan rất tươi tốt. Mời các bạn xem. Chừng 20-25 ngọn lan tam bảo sắc. Thưa các bạn, nhưng điều đặc biệt, đây là một giò lan tam bảo sắc, chỉ có một thân mẹ. Theo chủ vườn, thì cách đây 21 năm, từ một gốc lan khoảng 10 cm, trải qua 5 tháng thì giờ đã có một giò lan tươi tốt như thế này ạ. Rễ của nó quấn quýt ở bên trong. Mùa hoa vừa rồi nó đã cho 40 ngọn, đã cho 40 ngồng hoa. Rất tiếc là lúc đó tôi lại không có duyên để ghi hình mời các bạn thưởng lãm. Chúng ta quan sát giá thể của lan một chút ạ. Đây ạ. Chỉ một chậu gốm. Bên trong là một khúc gỗ để đè giữ rễ của lan. Chẳng có gì nữa. Một giò gốm nghiêng nghiêng. Theo cảm nhận của chúng tôi, đây là một giò lan tam bảo sắc cũng khá quý. Khá quý ạ. Mời các bạn xem bộ rễ của lan. Đây ạ. Nó buông rủ, nó quấn quýt ở bên trong. Không nhất thiết phải rêu phong. Không nhất thiết giá thể phải giữ độ ẩm gì ghê gớm. Lan vẫn sống tươi tốt như thế này ạ. Chúng ta đi quanh giò lan một chút. Những ngọn lan rất khỏe khoắn. Và đặc biệt giá thể cực kỳ thông thoáng ạ. Và chờ vờ tôi chẳng nhìn thấy gì. Qua một clip rất ngắn, chúng tôi mời các bạn thưởng lãm một giò lan tam bảo sắc. Đây cũng là một cách trồng mà tôi cho rằng tay nghề rất cao và chủ nhân cũng quá cần cù nên giò lan mới tươi tốt như thế này ạ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Kính chúc các bạn luôn sưu tầm được những giò lan mình ưng ý, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của mình. Xin kính chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, nhà nhà an vui. Xin thân ái kính chào.